Hoàng Vi xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và xin kính chúc quý vị có một ngày an lành. Thưa quý vị, trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị nhìn lại một số hình ảnh, những cái điểm nóng, những cái câu chuyện xảy ra trong suốt những cái ngày vừa qua, đặc biệt là về những cái tình hình cái sự xung đột ở Gaza giữa Hamas và Israel. Quý vị thấy người ta nói rằng là chiến tranh không có kẻ chiến thắng mà chỉ có những thường dân vô tội là bị lãnh chịu những cái hậu quả rất là đau thương. Chúng tôi đã nói suốt những cái câu chuyện này về thường dân Palestine đang sống ở giải Gaza và cả thường dân ở bên phía Israel đang bị lôi vô cuộc và đang bị hứng chịu rất là nhiều những cái bất mát vì cái sự ngông cuồng, vì cái sự hận thù, vì cái sự trả thù về tất cả những cái vấn đề tôn giáo. Xin ban kỹ thuật cho đây. Đây đây thưa quý vị, những hình ảnh trẻ em đã bị thương, thậm chí là mất mạng trong những cái sự xung đột ở Gaza như thế này. Và Hình ảnh này là cái hình ảnh vừa mới diễn ra 24 tiếng trước thưa quý vị, khi mà một cái vụ nổ ở bệnh viện Gaza và đã làm cho 500 dân thường đã bị chết. Đến giờ phút này thì Israel cũng như là bên phía Hamas đang chỉ trích lẫn nhau, bên này chỉ sang trách nhiệm bên kia và cho rằng là đầu têu của những cái sự tấn công và gây ra những cái chết cho dân thường như thế này. Chiến tranh là có những cái sự mà đổ lỗi cho nhau và bây giờ những cái thông tin thật giả lẫn lộn và những người chúng ta là người quan sát không biết đâu mà lần nhưng mà chỉ thấy có một điều gần như chắc chắn và tuyệt đối đó là dân thường, đó là phụ nữ trẻ em, người già, những người mà dễ bị tổn thương nhất là hứng chịu những cái mất mát nhất, lớn nhất. Và nữa thưa quý vị, đâu phải đâu cần là phải sống ngay cái vùng tâm điểm của chiến sự ở Gaza thì mới lãnh chịu cái sự mất mát. Quý vị nhìn đi, đây là hình ảnh của một em bé 6 tuổi một cái em bé 6 tuổi sống ở Illinois, em đâu có sống ngay giải Gaza, em chẳng có liên quan gì đến những cái thù hận của người lớn hết, vậy mà đang yên đang lành, em bị một ông chủ nhà sống ở gần đó 71 tuổi xông vào nhà và đâm em 26 nhát dao thưa quý vị. 26 nhát dao. Ngày hôm nay trải qua đã hai ngày nhận cái tin tức này. Chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị cái tin tức này và cả cái hình ảnh của em bé 6 tuổi Illinois này. Vậy mà ngày hôm nay nhắc lại tim vẫn còn rất đau thưa quý vị. Bởi vì câu cuối cùng mà em nói với mẹ ở trên đường chuyển đến bệnh viện Câu cuối cùng quý vị biết em bé này nói với mẹ là gì không? Người mẹ cũng bị đâm 13 nhát. Em nói với mẹ, mẹ ơi con vẫn ổn mom i'm fine nhưng cuối cùng em đã không ổn và em đã ra đi để lại cho cái thế giới này đầy rẫy những cái sự chiến tranh và hận thù và đau thương và mất mát một lần nữa chiến tranh không có kẻ chiến thắng mà chỉ có những thường dân dù sống trong tâm điểm của cái vùng chiến sự đó hay sống cách xa cả hàng ngàn, cả chục ngàn cây số vẫn bị ảnh hưởng vì những cái hận thù. Em bé quý vị đang thấy trên màn hình là một em bé Hồi giáo theo đạo hồi và cái người chủ nhà kia vì cái sự hận thù và được thổi bùng lên bằng những cái thông tin bủa vây trên mạng xã hội và kích động cái sự hằng học và đã xông vào nhà và la to những người đạo hồi là phải chết đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay không phải là để đe dọa thêm và cảm thấy cái tâm trạng nó bất an lo lắng mà để là chúng ta cảm thấy quý trọng những cái sự bình yên của chúng ta nếu như chúng ta đang có một cái giường êm ái để ngủ xin quý vị hãy tận hưởng thêm cái cảm giác đó nếu như quý vị đang có một bữa ăn thịnh soạn ở trước mặt xin hãy ăn chậm hơn và cảm thấy ngon hơn bởi vì cuộc sống của chúng ta đang rất là bình yên khi mà nhìn chung quanh mọi thứ đang vô cùng là đau thương và mất mát chiến tranh xảy ra khắp mọi nơi đó là những cái thông tin về chiến sự ở gaza nó đã làm mờ đi cái cuộc chiến tranh ở nga và ukraine nhưng chúng ta không quên rằng những người dân Ukraine cũng đang oằn mình dưới những làn bom đạn và sự tấn công của quân đội nga vậy mà ngày hôm qua thưa quý vị thế giới thấy gì thấy hình ảnh ông Putin khệnh khạng và tươi cười và vui vẻ bước xuống máy bay và 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 đến dự bắt đến Bắc Kinh dự cái diễn đàn vành đai và con đường rồi ông Tập cận bình và ông Putin hai nhà lãnh đạo độc tài đã bắt tay nhau tay bắt mặt mừng gọi nhau là dear friend là bạn vàng ôi là ông bạn yêu quý của tôi và cả hai đang cười rất là hể hả trước những gì đang xảy ra trên thế giới hiện nay thưa quý vị đó là những cái tâm điểm mà chúng ta nhìn thấy trong suốt những ngày vừa qua ông tổng thống joe biden Ông tổng thống Joe Biden thưa quý vị, ngày hôm nay ông đã đặt chân lên Israel rồi. Nhưng mà cái chuyến công du của ông sang cái vùng Trung Đông và ngay cái tâm điểm của chiến sự á phải nói là chưa đi mà đã có quá nhiều những cái bất ổn nó xảy ra và nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến cái chuyến công du của ông Biden đi sang Israel. Lẽ ra đó là ông dự định là đến Israel nè rồi đến Jordan nè để thể hiện sự đoàn kết với đồng minh Israel, xoa dịu thế giới Ả Rập và ngăn ngừa xung đột lan rộng tại Trung Đông bỗng rầm. Vào khoảng trưa ngày thứ ba, thông tin về cái vụ nổ ở bệnh viện Gaza làm 500 người chết, nó nó làm hỏng hết những cái dự định của ông tổng thống joe biden thưa quý vị bởi vì sao ngay khi cái chuyện này xảy ra lãnh đạo bên phía palestine là ông abbas tuyên bố đó là để tan quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các cái nạn nhân đồng thời là ông abbas rời khỏi amman luôn nơi dự kiến là sẽ xảy ra cái uh, diễn ra cái cuộc họp thượng đỉnh có ông biden và lãnh đạo của các cái nước um, uh, bên phía ả rập nữa rồi cả jordan jordan cũng ngay lập tức hủy luôn cái chuyến gặp với là ông tổng thống joe biden coi như là chưa đi chưa có đặt chân lên máy bay mà mọi chuyện nó đã xảy ra nó diễn ra rất là khó cho ông tổng thống của nước mỹ và ông nói điều gì? Ông nói là ông vô cùng đau đớn về cái chuyện mà xảy ra ở bệnh viện Gaza, 500 người chết. Ông đau đớn và cả ông phẫn nộ nữa chứ vì những cái tội ác như thế này nó diễn ra. Và ông cũng đồng thời nói thêm rằng trước những cái sự chỉ trích và chỉ ngón tay qua lại giữa Israel và bên Hamas, ông nói rằng là cần một cái thời gian để mà lực lượng tình báo của ông và cả những cái điều tra bên phía Mỹ nói là sẽ phát động một cái cuộc điều tra để xem thực sự ai là người đứng đằng sau cái vụ nổ mà gây ra quá nhiều mất mát như thế này thì ông sẽ đưa những cái thông tin mới nhất nhưng mà nhưng mà khi mà nhưng mà khi mà đến Israel vào sáng ngày thứ tư đó thưa quý vị và gặp ông thủ tướng Netanyahu đến đón ông Biden như cái hình ảnh quý vị thấy khi nãy là đón ngay tại máy bay đó và ôm hôn thấm thiết như vậy đó thì ông Biden ông đã khẳng định một câu như thế này và sau đó ông có nói với bên phía truyền thông là những cái thông tin tình báo mà ông có được có vẻ như you guys có nghĩa là bên phía Israel không phải là những cái nhân vật đứng đằng sau cái vụ tấn công và làm nổ cái bệnh viện ở Gaza 500 người chết. Thì bên phía Israel á trước khi mà ông Biden đến, họ cũng liên tục đăng những cái hình ảnh. Và bên phát ngôn viên của quân đội Israel thì nói là Ờ, chúng tôi có những cái hình ảnh cho thấy là 10 cái hỏa tiễn do nhóm uh, phiến quân Hamas á, bắn lên và không ảnh của bên phía Israel đã chụp được cho thấy là có một cái hỏa tiễn là bị bắn chệt và có vẻ như là cái tên lửa đó, đó bị hư buồn đốt cho nên cuối cùng là nó đi chệt vô cái bệnh viện ở Gaza và gây ra cái vụ nổ như vậy và bên phía Israel có cam kết là sẽ cung cấp thêm những cái hình ảnh và những cái đoạn video để mà cho thế giới biết được rằng cái chuyện đó là do bên phía hamas nhưng mà cũng có một số những cái thông tin làm cho thế giới người ta cũng cảm thấy nghi ngại thưa quý vị ví dụ nhé ví dụ ngay khi sau cái lời cam kết mà chúng tôi vừa thưa đó thì bên phía Israel cũng post lên một vài cái video và nói rằng đây thấy chưa, những cái tên lửa như thế này nè, những cái hình ảnh mà cái bệnh viện Gaza này nè là chứng tỏ Hamas là thủ phạm. Nhưng mà nhanh chóng người ta xác nhận được là những cái video đó được quay sau cái vụ nổ nó xảy ra. Rồi nữa thưa quý vị, ông thủ tướng Netanyahu vào ngày hôm thứ hai á ông có post lên trên cái mạng twitter bây giờ là mạng x cái tài khoản của ông một cái dòng thông điệp và gây ra rất nhiều những cái sự tranh cãi và sau đó vào ngày thứ ba là ngay cái thời điểm mà có những cái câu thông tin về cái vụ nổ ở bệnh viện gaza bùng phát và làm cho thế giới sững sờ và đau xót thì bên phía ông thủ tướng israel đã xóa đi cái dòng post đó ông viết cái gì thưa quý vị bên phía đội ngũ của ông viết cái gì ông viết như thế này nè cái chiến sự của Gaza xảy ra, đó là một cái sự xung đột giữa những trẻ em của ánh sáng và những trẻ em của bóng tối Ý ông nói là gì? Là phiến quân Hamas quý vị biết rồi Họ đã lãnh đạo Họ thống trị Cái cộng đồng của Palestine ở giải Gaza Và gần như Họ đã dạy dỗ Và rèn luyện Và cả thổi vào cái tư tưởng, cái tinh thần của những cái đứa trẻ nhỏ Palestine mà sống ở vùng Gaza đó nó lớn lên á mang đầy cái sự hận thù về tôn giáo, cái sự hận thù về dân tộc và luôn cho là những cái bên phía Israel là cái bên mà thôn tính và cai trị và chiếm đóng cái vùng đất của mình. Cho nên những cái đứa nhỏ đó lớn lên á nó đã mang đầy cái sự hận thù và những cái vấn đề về chiến tranh ý của ông thủ tướng israel ông nói như vậy nhưng cái dòng phát biểu như vậy nó không có hợp thời nó không có đúng ở cái thời điểm mà chiến sự đang xảy ra và bên phía israel cũng đang thực hiện những cái cuộc tấn công mà nó vô cùng tàn khốc Nhắm vào cái giải Gaza, trong đó rất nhiều thường dân đang phải gánh chịu. Chúng tôi đã thưa quý vị rồi, trước khi mà Israel đánh bom nhé, rồi đổ quân uh, trên bộ nhé, bên phía Israel đưa ra có 24 tiếng, kêu là 2 triệu thường dân Palestine phải di tản ngay lập tức trong vòng 24 tiếng. Chuyện đó là impossible. Liên Hiệp Quốc và những tổ chức nhân đạo thế giới nói chuyện đó là impossible, là không có thể thực hiện được. Israel cũng bị thế giới lên án. Israel cũng bị thế giới lên án thưa quý vị. Và nhưng cái câu chuyện mà những cái bệnh viện Gaza này nó đẩy cái chuyến đi của ông Biden vô cái thế vô cùng khó bởi vì ông Biden thì đã cam kết là sẽ sát cánh cùng với đồng minh Israel cho đến tận cùng. Và gì nữa, quý vị, ngày hôm qua người ta nhìn thấy ông tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Tập Cận Bình gửi chủ tịch của Trung Quốc bắt tay nhau và cùng lên án Israel không lên án một lời nào đối với Hamas chính Hamas là đầu tiêu đã châm ngòi cho cái chiến sự này bùng nổ vậy mà ông tập với lại ông Putin lên án Israel và kêu gọi là phải thực hiện cái lệnh ngừng bắn ngay lập tức thế thì thêm cái chuyện uh, bệnh viện ở Gaza nó như là châm dầu vào lửa và nó đẩy cái 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 chuyến công du của ông Biden rơi vô thế khó và nó làm cho những cái lời tuyên bố của ông Putin và ông Tập Cận Bình nó mang một cái màu sắc thuận lợi hơn. Những cái đạo phiến quân Hebola thưa quý vị cũng vào chiều tối ngày hôm qua bắt đầu nhảy vô cuộc và nói một điều rằng họ kêu gọi là vậy thì bây giờ hãy tổ chức một cái ngày thịnh nộ, một cái cơn thánh chiến toàn cầu nữa xảy ra vào ngày hôm nay đi, ngày thứ tư đi để trả thù cho những thường dân của Palestine đã bị tấn công như vậy. Có nghĩa là những thông tin ban đầu tất cả hầu như đều có cái sự nghi ngờ và nhắm vào bên phía Israel. Nhưng mà vào sáng ngày hôm nay, ông tổng thống Joe Biden đến với Israel và bên lực lượng tình báo của Mỹ thì đưa ra thông tin rằng những thứ mà họ thu thập được đó thì họ cho thấy rằng Israel có vẻ như không phải là đối tượng đứng đằng sau cái chuyện làm nổ cái bệnh viện ở Gaza thực sự với quý vị với quý vị cũng như chúng tôi chúng ta chỉ đọc những cái thông tin và đến bây giờ chúng ta không thể nào biết được thực hư bởi vì trong chiến tranh không có kẻ chiến thắng và tất cả chỉ là thường dân thôi thưa quý vị thường dân là người hứng chịu những cái mất mát lớn nhất vậy thì ngay cả cái lúc mà ông Biden ông chuẩn bị bước lên máy bay mà đi sang Trung Đông tòa bạch ốc và cũng như những cái nội các của ông Biden cân nhắc rất nhiều về những cái ý nghĩa của chuyến đi này và cả những cái nguy cơ đối xảy ra có thể xảy ra cho ông Biden kể về nguy cơ an ninh và cả về những cái nguy cơ chính trị dành cho ông nhưng cuối cùng ông vẫn quyết định ông đi là bởi vì á khi mà ông netanyahu đưa ra cái lời mời đối với ông biden thì bên phía nội các của biden cân nhắc về ý nghĩa của chuyến đi về mặt ý nghĩa và cả cái tính thực tế nhưng mà nhiều người nói rằng là có thể đó khi mà ông biden đến với israel thì bên phía israel sẽ tạm thời không có tổ chức những cái cuộc tấn công vào nhắm vào giải Gaza thì có thể cho thêm thường dân của Palestine có thêm thời gian để mà di tản thì điều này cũng mang được ít nhiều những cái lợi xét về cái, cái 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 giúp đỡ cho những cái thường dân của Palestine cho nên là đó là cái lợi đầu tiên thưa quý vị. Và cái chuyến đi này nhiều chuyên gia cho chính trị cho rằng có thể ông Biden sẽ gửi cho ông Israel một cái tín hiệu một cái thông điệp rằng hiện nay đó là israel và cả mỹ mỹ mà sát cánh với israel là cái danh tiếng toàn cầu đang bị đe dọa nếu như israel cứ thực hiện những cái cuộc trả đũa mà tàn khốc như thế này không cần những cái yếu quý vị nhớ bên phía ông thủ tướng netanyahu ông đưa ra cái mệnh lệnh cho quân lính mà không cần có bất cứ cái kềm chế nào hết không cần có bất cứ giới hạn nào hết cứ đánh đi cứ trả đũa đi và thề sẽ tiêu diệt gọn cái ổ hamas nhưng hamas đâu có ở yên một cái ổ để mà đánh một cái quả bom vô và tan nát hết thưa quý vị hamas đã trà trộn trong cái đời sống và dân thường như vậy vậy thì cái việc mà bên phía israel tấn công mà nhắm mắt nhắm mũi làm như vậy đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến thường dân và và cả những cái yếu tố nhân đạo và sẽ bị thế giới lên án và khi như vậy đó thì danh tiếng của Mỹ cũng sẽ bị lây theo cho nên cái chuyến đi kỳ này của ông tổng thống Joe Biden hy vọng là ông sẽ làm việc với bên phía Israel và cả trấn an với các nước Ả Rập để mong là cái tình hình chiến sự nó không có lan rộng nó lỡ loét ra nữa thì cuối cùng đó vì cái vụ nổ mà nó gây ra cái chuyện khó như thế này và cả cái chuyến đi của ông Biden cũng sẽ đem lại ít nhiều những cái lợi cho ông về cái uy thế cái về chính trị ngay tại quê nhà của mình. Bởi vì sao thưa quý vị, từ hồi chiến sự bùng nổ, từ hồi thứ bảy tuần trước đó, thì tất cả những cái bản thăm dò, ví dụ như những cái bản thăm dò của Reuters, Ipsos, họ cho thấy là gần như 78% người Mỹ là ủng hộ việc dùng những cái biện pháp ngoại giao để giúp thường dân Palestine di tản khỏi cái vùng chiến sự này và rất nhiều trong số đó hơn 50% là ủng hộ cho việc Mỹ lên tiếng là giúp đỡ và bảo vệ và ủng hộ với lại đồng minh Israel. Cho nên cái chuyện mà ông đi sang như này thể hiện cái sự cam kết nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới mà đến Israel kể từ khi chiến sự bùng phát nha thưa quý vị thì chắc chắn là ông cũng gây dựng được những cái uy thế về chính trị ngay tại quê nhà của mình và nó tạo ra một cái thế đối trọng rất là lớn với lại đối thủ chính trị lớn nhất của ông đó là cựu tổng thống Donald Trump trong cái cuộc tranh cử sắp tới năm 2024. Quý vị biết là ông Trump ngay từ khi tại tại đang tại vị đó thì ông cũng nhiều lần bày tỏ cái sự ủng hộ đối với Israel. Nhưng mà từ khi chiến sự bùng nổ và ông Trump đã có cái sự chỉ trích đối với ông Netanyahu rồi cả ca ngợi cái phiến quân Habala là những cái phiến quân mà thông minh và thiên tài cái kiểu tán dương tức là chỉ vì ông trump muốn hạ thấp cái khả năng của ông Biden. Nguyên văn ông Trump nói là Biden yếu lắm, không có đủ sức để mà đối đầu với lại phiến quân Habola mà tài giỏi đâu. Nhưng mà những cái giới quan sát và cả cử tri người ta để ý cái cụm từ là Habola tài giỏi. Và người ta nói rằng làm sao mà có một cái vị đã từng là tổng thống của nước Mỹ và lại là ứng cử viên sáng giá cho cái kỳ cho chiếc kế tổng thống trong nhiệm kỳ tới mà lại có thể cất lời để ca ngợi một cái phiến quân, một cái nhóm khủng bố là thiên tài. Cho nên cái chuyến đi kỳ này của ông Biden á nó tạo ra một cái thế đối trọng với ông Donald Trump và sẽ có thể giúp cho ông Biden kể về mặt cái uy thế về chính trị nhưng không phải là có không có những cái bất ngại bất lợi và cả những cái lo ngại, cái lo ngại đầu tiên là an ninh thưa quý vị. quý vị thấy đó ông Biden đó chưa có bước lên máy bay mà đã xảy ra cái vụ nổ ở Gaza như vậy. vậy thì khi mà ông đang ở bên phía Israel đó, phía quân Hamas có thể thực hiện một cái cuộc tấn công nào hoặc là như Hebolas tối ngày hôm qua Hebolas nói hãy thực hiện một cái ngày thịnh nộ vào thứ tư đi biết đâu có những cái cuộc tấn công nó sẽ nhắm vào khi mà ông tổng thống Mỹ đang ở Israel thưa quý vị. Không nói đâu xa, ngay khi ông Ngoại trưởng Antony Blinken đang trao đổi với lại bên phía nội các của Israel Ờ, trong cái ngày hôm uh, thứ uh, thứ hai vừa rồi đó thì những cái tiếng còi báo động là có những cái đợt oanh tạc liên tục vang lên làm cho ông Anthony Blinken phải trốn xuống dưới hầm cùng với nội các của Israel. Thế thì nhiều người kể cả tòa bạch ốc trước khi ông Biden lên máy bay thì họ cũng rất là lo ngại về cái tình hình an ninh của ông đó là cái câu chuyện thứ nhất và cả bây giờ quý vị thấy là những cái chuyến bay á, mà đi đến cái vùng thủ đô của Israel là họ cancel hết bởi vì họ lo ngại những cái tình hình bất ổn như thế này đó đó là cái ý là an ninh về những cái lo ngại về an ninh và cả cái lo ngại về chính trị nữa Ví dụ như bây giờ đang cái sự sôi sụp xảy ra trước khi có vụ nổ Gaza mà 500 người chết á, cái sự sôi sụp nó đã rất là lớn rồi thậm chí là vào cũng vào hôm thứ hai bên phía mật vụ nói rằng có khoảng 30 người đã vô cái khu vực của tòa bạch ốc và đã ngồi và đã biểu tình và yêu cầu là chính phủ của biden phải dùng cái áp lực để mà bắt buộc đình chiến không có không có tấn công qua lại ở giải Gaza nữa. Cho nên bây giờ khi mà xảy ra thêm cái vụ nổ bệnh viện á, làm cho 500 người chết thì những cái phát biểu của ông Biden lúc này nếu như ông vẫn cam đoan, ông vẫn cam kết và sắt đá là ủng hộ Israel thì cũng có thể làm cho cộng đồng hồi giáo trong nước Mỹ nổi giận. Ngay cả một số những cái nhà lập pháp bên phía Đảng Dân chủ mà bên phía cấp tiến mà ủng hộ cho bên phía Palestine á, họ cũng nói rằng là ông Biden đừng có nhức 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 là binh vực cho Israel và bỏ quên những cái mối an ninh của thường dân Palestine. Thế thì bất kỳ cái phát biểu nào của ông Biden ở cái thời điểm này cũng có thể trigger làm cho những người ở cả hai phía một là bên phía cộng đồng Gia Thái, hai là bên phía cộng đồng Hồi giáo trong nước Mỹ trở nên phẫn nộ và nó sẽ gây ra rất nhiều những cái bất lợi cho ông. Và nữa thưa quý vị, cái ý cuối cùng cái ý cuối cùng. Nhất là trong bối cảnh bây giờ Israel đang vô cùng sắc đá như chúng tôi nói đó, nhắm mắt, nhắm mũi và trả thù như thế này đó. Thì những dù là xuất phát từ cái việc là ok, bên Hamas đánh chúng tôi trước và bây giờ chúng tôi trả thù. Nhưng mà những gì Israel đang làm, nhất là cái chuyện là khóa hết những cái bịch hết mọi cái lối, mọi cái đường sống cho thường dân. Từ khóa điện, khóa nước, khóa những cái đường mà năng lượng dầu khí khí đốt rồi quý vị biết là bây giờ những cái giếng nước ở ở Gaza nè và cả cái nhà máy lọc nước nè tất cả là đều không có cung cấp được nước cho thường dân Palestine sinh sống và cái nguy cơ là những người dân vô tội này á, sẽ bị chết cho đến vì chết khác và vì chết đói thì Israel là cái đối tượng bị lên án trước tiên. Thế thì người ta nói rằng trong một cái câu chuyện nếu như anh dấn thân quá sâu vào một câu chuyện á, thì sẽ đến lúc anh sẽ là đồng tác giả của câu chuyện đó nếu như bây giờ Mỹ cứ sát cánh ông Biden cứ sát cánh nhất nhật với lại ông Netanyahu và dấn quá sâu vào câu chuyện này thì sẽ có lúc Mỹ cũng sẽ bị thế giới lên án trước những cái đòn mà trả thù mà nó không có cân nhắc về những cái yếu tố về nhân đạo của Israel á, thì có thể là ông Biden sẽ bị lôi vô một cái cuộc một cái chiến sự mà nó đang có dấu hiệu sẽ lan rộng thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức về chiến sự Gaza chúng tôi xin phép sẽ được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.